Trở thành phi hành gia, đây có lẽ là ước mơ của bất kỳ đứa trẻ nào trên thế giới. Bay trên vũ trụ, nhìn xuống trái đất từ một khoảng cách rất xa ở phía trên. Tuy nhiên thì ở bên ngoài không gian không chỉ có những thứ đẹp đẽ mê hồn mà vẫn còn có những cái điều kỳ lạ, bí ẩn vô cùng đáng sợ được ghi nhận. Vậy thì đó là những thứ gì? Ngay bây giờ hãy cùng đi khám phá nhé! 10 thứ kỳ bí và điên rồ nhất mà con người phát hiện ở ngoài vũ trụ. Thiên thạch hình hộp sọ. Nói thiên thạch ở ngoài vũ trụ thì đây là điều quá bình thường, như kiểu là chúng ta ăn cơm để sống ấy mà. Thế nhưng các bạn ạ, những cái viên thiên thạch được tìm thấy vào tháng 11 năm 2018 này lại khác nha. Nó không phải là những viên thiên thạch bình thường mà đã gây sốc nặng trong giới đam mê vũ trụ vì có hình dáng quá giống với hộp sọ của con người luôn. Bạn có để ý thấy không nhở? Hai hốc mắt thì lồ lộ, cái hàm rỗng tuếch đập vào mắt người xem khiến ai cũng phải hú hồn. Và có ý kiến cho rằng thiên thạch có hình dáng thấp bé ngủ ngon là một hộp sọ của một người ngoài hành tinh xấu số nào đấy. Nghe thì cũng có vẻ hợp lý đấy nhở. Vậy bạn thử tưởng tượng mà xem nhá. Và một ngày đẹp trời nào đấy, một quả thiên thạch y như vậy rơi trúng vào sân nhà bạn thì bạn sẽ làm gì đây? Hãy trả lời xuống phần bình luận cho mọi người cùng biết với nhé. Còn bây giờ là hiện tượng cũng hú hồn người xem luôn. Rắn xuất hiện ngoài không gian. Nếu nghe tiêu đề mà bạn lại nghĩ làm gì có chuyện đấy thì tớ lại phải khẳng định với bạn một câu rằng đừng thấy bọn rắn không chân suốt ngày chà chà lết lết dưới mặt đất thế mà coi thường nha. Và chúng đã từng bị bắt gặp trôi nổi ở ngoài vũ trụ rồi đấy. Câu chuyện kỳ lạ này đã được báo cáo lại bởi bác sĩ Merce Gray, một cựu nhân viên NASA vào năm 1996 và ngay lập tức trở thành một trong những điều lạ lùng nhất từng được chứng kiến ngoài không gian. Theo đấy thì ông bác sĩ này tuyên bố rằng ông đã nhìn thấy một con rắn màu trắng dài khoảng hơn 2,4 mét ở trong lúc làm nhiệm vụ. Dù phát hiện của ông đã được truyền đi rất là nhanh, nhưng đen một cái là phần lớn người nghe đều nghĩ rằng ông đã hất cùn, tức là hút cần ấy, mà khi đang làm nhiệm vụ. Và nhiều người tin một chút thì cho rằng đó là một khúc vòi nước nhà xí của một con tàu nào đấy trước đó rơi ra thôi. Túm cái váy nói đi nói lại thì cuối cùng vẫn là chả có ai tin là có rắn bơi ngoài không gian cả. Hoặc vi diệu lắm thì đấy là một con rắn Superman mới phóng được lên lực vũ trụ mà thôi. Vậy thì sau tất cả thì ý kiến của bạn là gì nhỉ? Bạn có tin rằng rắn thực sự xuất hiện ở ngoài vũ trụ hay không? Hãy comment ngay cái chữ tôi tin hoặc không tin xuống phía bên dưới nhé. Và tiếp theo là thứ được phát hiện ngoài không gian mà chắc chắn sẽ khiến cho bạn phải lạnh gáy luôn đấy. Ai đó đang dõi theo con người từ không gian. Các bạn có biết không, theo lời của một số phi hành gia thì có thể ai đấy đang theo dõi con người từ không gian. Câu chuyện bí ẩn này được kể bởi chính phi hành gia cực kỳ nổi tiếng Neil Armstrong, người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng nếu không tính chú cuội chị Hằng. Dù dính rất là nhiều phốt nghi vấn rằng chuyến đi là giả, thế nhưng không thể phủ nhận rằng đây là một thành tựu thế kỷ của con người. Câu chuyện anh kể xảy ra khi con tàu Apollo 11 huyền thoại thuộc chiến dịch mặt trăng năm 1969 cất cánh. Khi đặt chân đến mặt trăng thì bỗng nhiên Neil Armstrong đã mất liên lạc với trạm kiểm soát trong vòng 2 phút. Sau này thì NASA đã có một công bố gây sốc rằng thật ra lúc đấy mọi người đã nhận được một tin nhắn kỳ lạ từ phi hành gia. Nội dung tin nhắn mô tả lại rằng họ đã nhìn thấy hai vật khổng lồ có hình dạng như là em bé và thậm chí đáng sợ hơn là sự xuất hiện của một phi thuyền khác rõ mồn một đang ở trên mặt trăng lúc đấy và dường như đang nhìn về phía trái đất của chúng ta. Vậy thì thực hư câu chuyện này như thế nào nhỉ? Liệu có người ngoài hành tinh nào đang theo dõi chúng ta thật hay không? Hãy comment suy nghĩ của bạn xuống phần bình luận phía bên dưới nhé. Và cái thứ được phát hiện tiếp theo đây cũng vô cùng là thú vị rồi đấy. Mặt trăng cũng có đuôi. Nghe thì cứ tưởng là vô lý, thế nhưng các bạn cứ bình tĩnh nghe hết đầu đuôi câu chuyện đi, sẽ thấy nó vô cùng là thuyết phục luôn đấy. Giống như là các sao chổi bay trong vũ trụ, mặt trăng của chúng ta cũng có một chiếc đuôi vật chất chiếu xạ. Mỗi tháng thì trái đất sẽ băng ngang qua cái đuôi này một lần. Và dành cho bạn nào chưa biết thì đuôi mặt trăng là một chùm gồm hàng triệu nguyên tử natri phóng ra từ mặt đất vào vũ trụ do các vụ va chạm với thiên thạch gây ra. Sau đó bức xạ mặt trời đẩy các vật chất này thành một vệt dài hàng trăm ngàn dặm tạo thành một chiếc đuôi. Vào cái thời điểm trăng non mỗi tháng, tức là từ ngày mùng 1 đến ngày 15 âm lịch, chính là lúc mặt trăng nằm giữa trái đất và mặt trời. Lực hấp dẫn của trái đất hút chiếc đuôi này thành một dải quấn quanh bầu khí quyển, giống như là đeo một chiếc khăn choàng cổ vậy ấy. Và nói là như thế thôi, nhưng bạn cũng đừng cố gắng vành mắt ra tìm đuôi trăng làm gì cả. Vì theo các nhà khoa học, chiếc đuôi mặt trăng này vô hình khi mà ta nhìn vào mắt thường. Vậy mặt trăng có đuôi rồi thì theo các bạn mặt trời có đuôi hay không nhỉ? Hãy comment ngay ý kiến của bạn xuống phía bên dưới nhé. Xác động vật trôi nổi ngoài vũ trụ. Bạn có tin được hay không khi ngoài vũ trụ mặc dù chẳng có sinh vật quái nào sinh sống được cả, nhưng lại có xác ở đấy? Thật sự là vô lý quá luôn đấy. Nào cứ bình tĩnh đã nhá. Và ngược dòng thời gian bạn thử nghĩ mà xem, cái sinh vật đầu tiên được đưa vào không gian là gì nhỉ? Chắc chắn là không phải con người rồi, mà là một con chó và một con vượn. Bạn hiểu ra vấn đề rồi chứ? Có nghĩa là xác động vật hoàn toàn có thể được tìm thấy ở ngoài không gian trái đất.
do các thí nghiệm đưa các con vật lên không gian thất bại và làm cho chúng chết ngoài lãnh địa hoạt động của Diêm Vương. Nghe thì có vẻ oai đấy nhở, bởi kiểu vinh dự được bay ra ngoài không gian cơ mà. Thế nhưng các bạn nhá, dù là hoành tái tràng thế nào đi chăng nữa thì tớ cũng nghĩ chẳng có con vật nào muốn bỏ mạng ở cái khoảng không vô tận có nhiệt độ là tận âm 125 độ C cả đâu. Bạn có đồng ý với suy nghĩ này không nhở? Còn nếu có lỡ bắt gặp thi thể con vật nào ngoài không gian thì sao? Đừng có mà khinh thường chúng, bởi vì chúng đều là một trong những anh hùng góp phần cho nền khoa học nhân văn của nhân loại. Còn bây giờ chúng ta hãy đến với một thứ vô cùng là bí ẩn luôn đấy. Tia sáng kỳ lạ từ vũ trụ. Bạn có biết không, một tia sáng bí ẩn phát ra từ vũ trụ đã được chứng kiến bởi phi hành gia có tên là Leroy Chiao, người đã chỉ huy của trạm vũ trụ quốc tế năm 2005. Thế nhưng sau đấy thì cả phi hành đoàn của anh ta lại lên tiếng khẳng định rằng không chỉ có anh, tất cả bọn họ đều nhìn thấy một tia sáng kỳ lạ màu xanh dương lóe lên trong màn đêm đen kỳ đấy. Họ đã mô tả là tia sáng có hình dạng giống như là kim tự tháp bay xẹt qua mặt, làm cả phi hành đoàn đứng hình mất sớ nó 5 giây. Thế nhưng cho đến giờ này, vẫn chưa có lời giải thích nào từ NASA cho cái hiện tượng bí ẩn ấy. Vậy thì ánh sáng này có thể từ đâu mà ra? Liệu có phải tàu của người ngoài hành tinh nào đấy bay ngang qua và phát tín hiệu hay không nhở? Nếu không thì sang tiếp với thứ được phát hiện sau đây, chắc chắn sẽ khiến cho bạn phải nghi ngờ về cái sự tồn tại của người ngoài hành tinh thật đấy. Tiếng động kỳ lạ trong không gian. Có lẽ có một sự thật ít ai biết rằng, những tiếng bùm bùm chéo chéo ở trong mấy phim phi thuyền như kiểu Star Wars trước nay đều đã lừa khán giả một vố, bởi vì vốn dĩ trong chân không chẳng hề tồn tại bất kỳ một phân tử nào trong không khí để mà truyền âm thanh đi cả. Điều này có nghĩa là mọi nơi trên khoảng không kia đều là một vùng đất câm lặng hoàn toàn. Vậy mà các bạn có biết không, có một điều kinh ngạc chính là phi hành gia Yang Liwei đã kể lại rằng ở trong một cuộc thăm dò không gian vào năm 2003, người Trung Quốc đầu tiên bay vào không gian này đã báo cáo là anh ấy nghe thấy một âm thanh chói tai như là tiếng gõ mạnh ngoài vỏ du thuyền ngoài không gian. Và cũng chưa dừng lại đấy, Yang cũng không phải là người duy nhất nghe được đâu, mà có rất rất nhiều phi hành gia hoạt động vào các năm từ 2005 đến 2008 cũng đã báo cáo rằng bắt gặp những tiếng động y hệt luôn. Thật là ám ảnh đúng không nào? Thế nhưng cái thứ tiếp theo đây nhá, chắc chắn còn đáng sợ hơn gấp cả nhiều lần luôn đấy. Mặt người trên sao Hỏa. Bạn có thể thấy những thứ hình giống như là mặt người ở khắp mọi nơi trên thế giới, kiểu từ cái bánh mì này đến... Thế nhưng các bạn có biết không, có một nơi hình mặt người mà chắc chắn rằng tớ nói ra điều này bạn không thể nào tin nổi đâu. Đấy chính là mặt người trên sao Hỏa. Vào năm 1976 thì các nhà thiên văn học khi quan sát sao Hỏa đã phát hiện ra những vết hình mặt người rải rác khắp bề mặt cái hành tinh này. Theo tính toán thì mặt người trắng bạch ấy có kích cỡ khoảng 1,62 km, mặc dù được kết luận rằng đây là một sản phẩm tình cờ của mẹ thiên nhiên. Nhưng túm lại là nó vẫn gây sốt trên các mặt báo trong một thời gian khi được công bố. Nào, khi mà nghe xong có bạn nào còn mơ mộng muốn nhìn sao ngắm trăng vào đêm khuya thanh vắng nữa không nhở? Bão điện khổng lồ. Cho mình hỏi là đây có ai sợ bị sấm sét hay không? Những âm thanh nổ trời rung đất khiến ai này cũng sợ run người ấy. Nếu sợ thì cảnh báo tốt nhất là bạn không nên xem tiếp đâu, vì sấm sét chẳng có tuổi gì so sánh với một trận sét ngoài không gian vũ trụ cả đâu. Tận xa xa cả trăm năm ánh sáng thì các nhà thiên văn học đã phát hiện ra những hố đen mang điện to đến nỗi có khả năng làm bạn sốc theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng luôn. Đó chính là 3C303. Đây là hố đen có từ trường dữ dội nhất từ trước đến nay, bởi ngày đêm phóng vào vũ trụ cả nghìn tỷ tia sét mỗi giờ, tạo ra một lượng điện lớn trên vài triệu vôn. Nói một cách dễ hiểu thì nếu khi khai thác lượng điện này, trái đất sẽ thừa sức xài cho đến khi con người tuyệt chủng luôn. Ý giời, khủng khiếp thật luôn đấy. UFO. Các bạn có biết không, cái sự xuất hiện của những chiếc UFO và nghi vấn về người ngoài hành tinh là những thứ gọi là thuộc top của top bí ẩn của nền khoa học. Và cái lần bắt gặp trong không gian này không phải là một đâu, không phải hai mà là nguyên cả một đội UFO tập hợp ở cùng một nơi được ghi nhận nhé. Phát hiện đầy kinh ngạc này được báo cáo lại bởi một phi hành gia có tên là Gordon Cooper. Ông khẳng định chắc chắn rằng mình đã nhìn thấy một hạm đội UFO đang thi hành nhiệm vụ thám hiểm ngoài không gian trên cái con tàu Thủy Ngân 9. Chi tiết kể rằng khi ông đang điều khiển con tàu thì cả một hạm đội với hơn 4 chiếc UFO đã bao vây khi mà ông đang bay cùng với không quân Hoa Kỳ. Và không biết là có thù oán gì không mà 10 năm sau câu chuyện này đã tiếp tục lặp lại, nhưng lần này ông ấy ở ngoài không gian. Cooper khẳng định là một trong những chiếc UFO đã bay thẳng lại như là gọi solo với ông. Và chưa dừng lại đấy nhá, thậm chí là nó còn được Zara ghi lại nữa cơ. Hello hello, và sau đây sẽ là chuyên mục Bạn hỏi khám phá đó đây trả lời. Ngày hôm nay thì mình sẽ trả lời comment ở trong video. 20 bức ảnh ly kỳ và bí ẩn nhất thế giới, nhà khoa học cũng không thể giải thích nổi. Bình luận của bạn Boys Rose Box TV, ghê quá chị có sợ không ạ? Nói chung thì cái này chị không sợ bởi vì nó chỉ là bức ảnh thôi mà em. Nó cũng hơi kinh dị nhưng mà chị nếu mà nhìn ảnh không thì chị không có cảm giác sợ.
bình luận của Min: màn đêm ngoài thềm như tiếng người bước qua, chợt ngay lúc này sẽ xuất hiện con ma, tim thì run, tay thì lạnh, chân muốn rớt ra ngoài, trời nóng làm sao mồ hôi nó cứ tuôn ra ngoài. Vỗ tay. Bài văn quá là hay luôn em ạ. Bình luận của Thủy Nguyễn: bức ảnh mà có con ma đi kiểu bò lộn ngược mà em xém nữa ấy ra quần luôn rồi. Lần đầu tiên nghe kiểu đi bò lộn ngược em ạ. Đúng là một ngôn từ mới mà chị cần phải ghi thêm vào từ điển đây này. Nhưng mà thôi, cái này nó chỉ là hình ảnh thôi mà, nó không đáng sợ lắm đâu. Mọi người cứ bình tĩnh khi mà xem nhá. Bình luận của Nhi nè: sợ quá đi. Không, cái này bình thường thôi em cứ bình tĩnh, lấy hít một hơi thật là sâu, ngồi xem, tĩnh tâm xem thì nó sẽ không sợ đâu nha. Bình luận của Mỹ Hiền: em sợ quá hu hu, nhưng mà em muốn chị làm nhiều video ma. Đây là đỉnh cao của cái sự ảo thật đấy. Sợ quá nhưng lại thích xem nhiều phim ma.